trời cao, núi cao, ta lắng nghe lời của đá, ta lắng nghe lời tổ tiên. Bát ngàn nơi đây, trầm tĩnh xưa gọi mời, như tiếng vọng từ ngàn xưa đã càng vào hồn thiêng của núi của sông. Trong cao nguyên đá vang lên trong bao la từ những nguồn câu ca, giữa núi rừng lấp lánh tiếng cười, những tiếng thèn sao xuyến lòng ai vui chân về từ khắp bốn phương, nếu bước người đi lại đến chào tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Nguyễn Tất Thắng. Lên đưa tiền cho nhà em Xính bắt ong. Đông người thế, làm gì đấy? Hả? Vân nữa à? À.
Ê, bỏ cái này vào để nấu luôn. Măng xào với cả thịt vâng. Giả bò ấy. Cái này cái kia cho vào bếp đi, còn cái thịt này mang rửa ra với cả măng để ấy. Nắng quá. À, xin chào. Bố của Trần. À. Hai con tủ me me chuồng nhiều này mà không có lợn để nuôi. Lúc chào cháu đi đâu hết rồi. Lúc chào cháu nhà nó cũng thế mà nhỉ. Thế à? Thế rồi. Gì? Thế mà có nhiều mà. À sao ấy? Đúng rồi. Cái đấy anh thái mỏng ra, thịt nạc anh thái mỏng ra. Củ tỏi đấy rửa đi. Còn măng kia dập ra. Thằng Vân chiều nay chở vật liệu à? Đổ hết đầy đủ chưa? Gạch đã có thấy đổ đâu? Chiều này mai chở sắt với lại đai với lại cắt xây lên. Chiều nay chỉ chở hả? Đã chở lên mà một xe xi ở chiều nay không chở lên nữa. Chở thế chở những cái gì rồi? Chở một xe sỏi với lại một xe cắt bê tông với lại một xe xi ạ. À rồi rồi. Xe 4 tấm ấy. Nấu trong này à hay nấu bếp trên nhà trên kia? Bảo rửa đi mang vào trong này mát cho làm này. Không trưa nắng rồi là muộn lại đi làm muộn. Nhặt cái này ra cho anh. Bẻ ăn cả cuống. Bọn này biết ăn đấy. Thế em dâu thường xính mắt ông đâu? Đi đâu rồi? Chả biết đâu. Chứ đi bên nhà, bên liều kìa. Thế tí nữa cứ đưa tiền cho xính mắt ông rồi nhá. Có một cô ấy gửi 2 triệu. Không phải một cô mà 3 người. Trong cái nhóm cô Nguyễn Tuyết, Tuyết Nguyễn ấy. Mới cả 2 người nữa. Thắng cũng đã bắn lên màn hình hôm qua rồi. Là gửi 2 triệu. Còn thừa 4 triệu 8 là chuyển về cho làm cầu bản dâng. Đó, có danh sách hết rồi. Nên tí nữa Thắng đưa lại cho em dâu của Xính Bát Ong. Xính Bát Ong sẽ nhận tiền. Đấy, hai vợ chồng em Xính Bát Ong. Cái này tước vỏ đi xem nào. Xem còn mềm không? Đây, cái này này. Cái ống này. Nếu mềm thì lấy tiếp cả ống đi ăn. Ăn cả ống đấy mới tốt. Thái hết nhỏ ra. Có mềm. Ờ à, đấy lấy luôn. Ừ. Lấy luôn cho cái ông đấy. Lấy luôn cả mấy cái này. Ừ. Được rồi kệ, cả cục đấy thái luôn. Đấy thằng này đây. Thằng này không bao giờ nói gì, chỉ cười thôi. Mày tên gì nhỉ? Sần. Sần à? À, may là hỏi tên còn biết trả lời nên là Sần. Ông anh ấy tưởng cười. Thấy cái ống ống này non này ngon này. Cái này mang hai cái âu đây, mang cái âu để cá muối với cả sung muối vào. Đây là quả sung muối. Để cá muối đấy, mày để cái kia vào đen đây rồi này. Phải để vào cái này. Để cái này em ăn. Cất lên trên kia. Cái mẹt đâu?
mang mẹt xuống đây, xong để thớt vào. Gà hay vịt kia? Vịt à? Gà đấy. Thịt nạc đâu rồi? Mang thái thịt nạc trước, mang đây. Mang. Đấy, tôi phải mua cả tỏi tiếc, nhưng cho các ông chẳng bao giờ có tỏi có tiếc gia vị ra viết gì cả. Thái lát mỏng miếng to ra, nghiêng dao ra, ông cắt ra thành nhỏ rồi bây giờ phải nghiêng dao, à, đúng rồi, cho nó lát mỏng ra. Thái xào mấy cả măng này, không có thịt bò thì mua thịt lợn, thịt nạc giả đánh lạc hướng. Thế thằng Vân có cần phải ứng 1 triệu để có làm tiền ăn cho ấy không? Là có anh. Tí nữa còn tiền đây sẽ ứng cho 1 triệu để chiều đi mua thức ăn nhờ anh em nhé. Dạ vâng ạ. 1 triệu hay 500? 1 triệu 500 cũng được anh ạ. 1 triệu 500 là 1 triệu rưỡi. Hay là cổng luôn 1 triệu 500, 1 triệu rưỡi anh. Không, ứng cho mày 1 triệu thôi. Cũng có một cô ấy bảo là gửi tiền đấy là để cho nhà em là tiền ăn, nhưng mà anh là ghi chung hết vào là làm nhà. Đấy, anh thế là anh cứ ứng ra là 1 triệu cho nhà em trước. Nhá. Ừ. Làm gì? Cả nhà có đúng con dao à? Con dao kia nữa đây. Dù lấy cái nồi to vào. Sáng anh vào làm gì? Sáng nay đi sửa nước linh tinh. À. Cái nhà của thằng Vân xem là thiết kế nha, nhớ bảo đúng theo làm thiết kế như kia nhá. Vân nhá. Cái nhà của em ấy làm bảo như anh bảo ấy, làm đúng lại thiết kế như kiểu hôm trước anh bảo ấy nhá. Dạ vâng. Nhớ chưa? Một gian buồng. Mới anh cứ bảo là theo phong tục mình thì phải làm có cái cột ở bên như nhà anh Lùng ấy. Cột như nào? Như nhà anh Lùng anh cột bên nào thì buồng bên đấy. Đấy. Vâng, nhưng mà phải có cái cửa phủ nữa anh ạ. Cửa phụ lại bên kia. Thế cứ phải cột bên nào là cửa phụ bên đấy á? Vâng. Nó cùng nhau á? Vâng. Mà ông dở quẻ thế nhỉ, giống như bác quẻ gì? Là lại buồng bên nào cửa phụ? Buồng bên nào, cột bên nào thì là buồng bên là phủ, cửa phủ ở bên đấy anh ạ. Ôi giời ơi, ông cứ quan trọng hóa cái vấn đề, bỏ qua cái vấn đề đấy đi. Phong tục phong theo thì bỏ hết những cái vấn đề đấy đi. Làm kia thiết kế nó tiện mà hai buồng. Đấy. Một cái cột bên cột bên này và có cửa phụ sang bên kia nên dàn khách nó mới rộng. Đấy, hiểu không? Mày đi làm mày làm như thế, làm như anh bảo ấy nhá, là tiên tri luôn. 10 năm sau, 20 năm sau con của chú mới nhìn nhận ra bảo đấy, ngày xưa bố của mình đã biết làm như này rồi. Chứ cái phong tục phong teo làm cái kiểu kia làm sao mà được thành ra được nhà được đúng một buồng. Đúng không? Làm như anh bảo nhá, nhà bác quẩy đã bị làm sai rồi. Bác quẩy, bác già anh không muốn nói nữa, nhưng mà bọn mày trẻ, mày nghe anh, không sai đâu. Còn video đây sau này các con của chú còn nhận định được là bảo đấy, ngày xưa bố mình còn biết làm đấy là hai buồng. À vâng. Nhá. Vâng. Mày làm đúng như anh xem là có chết người không? Chẳng thế à? Vâng. Làm chỉ có lợi cho chúng mày thôi. Mà, cột bên nào thì phải thò ra không anh? Thò luôn thì buồng mới rộng. Vâng. Thò ra thì chia được hai buồng ra nó mới rộng. Hiểu chưa? Vâng. Như nhà bác quẩy nhưng mà nó lộn sang bên kia, chia thành hai buồng, còn bên này có cửa phụ đi ra. Em muốn đặt cửa phụ bên nào thì đặt, nhưng mà vâng, cái cột thì lại phải bên đối diện lại với cửa phụ và có hai buồng nhá. Thống nhất như thế, đừng có làm sai. Mày không phải nghe ai cả, mày cứ nghe anh xem đúng không? Thì sau này con của chú xem lớn lên xem con của chú có bảo là bố của mình làm đúng rồi. Bây giờ mình ở mình cảm thấy nó hợp lý.
ấy. Nhưng mà làm thế kia đi nó lộn ngược hết cả ra, mà nhà được có mỗi một buồng. Nhà bác Quẩy rất đẹp, dáng nhà rất đẹp rồi. Lỗi mỗi hơi một phát là chia làm như thế là để được mỗi một buồng thôi. Bác Quẩy nghe anh để lộn lại bên này thì được hai buồng. Đấy. Mày nghe anh phát này, mày được khen luôn. Họ sẽ bình luận ở dưới, chấm điểm cho mày luôn. Mày về, mày xem đọc bình luận xem có sai không. Còn mày không nghe anh, mày nghe lại làm như kiểu phong tục phong tèo, mày lại bị chửi bé bét ra mà mày còn trẻ. Hiểu không? Ừ. Mày chỉ nghe anh phát này thôi là mày chuẩn. Ờ, đúng rồi. Đây này, vẽ cho ông này. Đây nhá, cái nhà đây đúng không? Buồng để bên nào, cái lồi bên nào? Bên này bên kia. Để bên này thôi. Bên này nhá, đây nhá, nhìn này. Cái này còn phải thái không nhỉ? Cắt đôi ra nhỉ. Cái gì? À, đúng rồi, thái cắt đôi ra. Cắt đôi thế này. Ừ. Đấy. Ông vàng nhìn đây này. Đây nhá. Nhưng mà ngoài này có hai cái cột dứa với là cột bên đấy anh nhỉ? Ngoài nào? Ngoài hè á? Vâng. Ngoài hè của bác ấy thì? Vâng. Một cột đây là được. Một cột chỗ này thôi. Vâng. Đấy. Đây, cửa đây. Cửa đây ra đây nhá. Vâng. Cửa phụ đây nhá. Vâng. Nhìn thấy chưa? Đây nhá. Buồng đây nhá. Cột, một cột ở đây đúng không? Vâng. Chia đôi này ra. Đấy. Cửa này đi ra đây. Ra chỗ này có một cái cột lên đây. Cái này này, đây là hè nhá, hè chỗ này. Đấy, đây chỗ này có một cửa sổ ra. Đấy, mặt nhà nhìn ra này. Đấy, đây một cửa vào buồng này, đây hai buồng. Đây là gian khách to đoành đây. Đây có cửa phụ đây. Đi xuống đằng về bên nhà bên kia. Cứ thế mà làm. Còn cái cột nó nằm ở giữa chỗ này, tiết kiệm luôn không gian. Hai cái cửa vào buồng đi. Cửa buồng vào đây, đây một cửa, đây một cửa, hai cửa ở đây. Đây cửa ấy đấy. Đây, đây một cửa, đây một cửa. Vâng, vâng. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Từ đây đến đây là... À, đúng rồi, đúng rồi. Từ đây, em hiểu anh. Từ đây đến đây là 4 mét rưỡi. Vâng. Từ đây này, đến đây này, anh vàng nhá. Vâng, vâng. Từ đây nhá, trong lòng nhá, 4 mét rưỡi này. Từ đây ra đây là 5 mét rưỡi này. Chỗ này hè này 1 mét này. Đấy. 5 mét rưỡi, 1 mét. Cứ thế mà dã nhá. Chỗ này ông vàng nhớ cho tôi một cái cột lên nhá. Xây một cái cột lên. Nhà bác Quẩy là không có cái cột chỗ này. Nhà mày có sẽ cột đây. Làm đúng như thế. Làm phải có cái hẹp, có cái hè nó hơi đẹp tí anh nhỉ. À, đây. Với tổng nhà của em Vân này tháng mới nhận được có 62 triệu. Đấy. Thì trung bình một ngôi nhà các bạn biết rồi, làm những thứ này thì cũng qua trao đổi hôm qua rồi mấy cả Vân rồi, tháng cũng chia sẻ đây thực tế là 60 triệu này cũng có khả năng chỉ đủ vào cái tiền vật liệu thôi. Đấy, còn đâu là em Vân sẽ bán đi một con trâu nho nhỏ như hôm trước là thảo luận với cả em Vân. Hiện giờ là em Vân đang có hai con trâu. Đó. Một con trâu mẹ và một con trâu con, đúng không Vân? À, thì Vân nó bảo là nó sẽ bán đi một con trâu nhỏ để thuê anh Vàng này xây cái nhà này. Đấy. Mà anh Vàng mà làm cái nhà này, anh nhìn nhà bác Quẩy rồi, anh làm đúng dáng nhà như thế, không có sai tí nào. Và lộn ngược lại ấy thôi nhá. Nhà có mẫu rồi đấy, các ông không biết làm nữa thì dập tỏi đây. Đây măng nhá, măng mùa này rất đắt. Một cái bát này bây giờ đang có trị giá là 40.000. Măng chỗ thịt lợn như có 50.000. Măng bây giờ thịt rất ngang nhau. Đầu mùa. Các bạn biết cái măng trúc ở Hà Giang này rồi, cái măng trúc này cũng nổi tiếng. Hiện giờ thì
ở một số nơi thì ngày xưa thằng ở Mèo Vạc ấy, thì hiện một số nơi là họ cấm không cho khai thác cái này nữa, tại vì cái này nó ở trên rừng rất là xa. Nhé, bà con trồng được thì còn tốt, chứ còn bà con lên là lấy gần như là tuyệt chủng cái loại cây này, cây người ta gọi là cây trúc gai, mà nó ở rừng núi, rừng sâu ấy, rừng già ấy. Đó là một số nơi họ còn cấm không cho lấy măng này bán. Và cái người ở Hà Nội là rất thích ăn cái măng này. Đó. Cho luôn vào trong thịt kia. Không, cho tỏi này vào thịt đấy. Không phi tỏi trước cũng được. Đây canh đá này. Canh vào. Không, mà cho tí bột canh vào. Đấy. Xong bỏ đây cho luôn vào cái chảo này. Cho bột canh vào, rắc vào đều lên. Không có bột canh thì muối. À, muối thôi. Nước muối. Thế được anh. Rồi, trộn đều lên. Cho mì chính vào á. Thôi không cho mì chính nhá. Lấy một đôi đũa, đã ngào em cũng nấu em đảo mà. Đũa xong là ấy. Chào anh. Ờ, xin chào. Đi đâu về đây? Là chảy thóc. Thóc quá. Lấy được bao nhiêu bao thóc? Của cái em về. Em nào? Rìa. Hả? Rìa. Rìa á? Trở về nhà hết chưa? Ăn cơm mấy thằng gì à? Nấu trên nhà thằng Ria à? Nấu trên nhà thằng Ria à? Ờ. Bỏ cái ấm nước này ra để sát đấy. Sôi rồi phải không? Bây giờ em bắt con vịt xuống, cứ để trong cái nồi đấy, nồi ấy sôi rồi, bắt để xuống bên cạnh này. Thế hai vợ chồng đứa em dâu à đi lên núi à? Đứa vợ thì đi chăn trâu rồi. Vợ đi chăn trâu. Vâng. Chồng đi làm. Chồng đi làm không ở nhà. Nhựa thông à? Trích nhựa thông à? Sao? Không có cái bắc gì bắc xuống à? Khả năng nhiều lá đu đủ quá. Thì dùng cái mũ của em bây giờ đang để đây anh ạ. Nó lại là ờ, thái hết cái đó. Cái đấy mới là cái ngon đấy, bỏ bớt lá kia đi. Đấy, nhiều lá già quá. Đấy, bạc xuống bên cạnh. Đấy, sát bên cạnh vào. Rồi, cho cái này lên xào. Bỏ bớt cái lá kia ra, tí nữa bỏ bớt cái lá ra thả cuống để nấu rồi. Nhiều quá. Kia nó kia rổ lá thì nhiều quá. Nó ngoãng ăn mới ngon. Này. Cho cái này vào đi, xong cho một tí sấp sấp nước vào, đun luôn. Đây này. Rồi. Còn củi không, thốc lửa vào cho nó to lên.
Chiều nay có nhờ bao nhiêu người chở? Là cũng nhờ thì mình cứ chở xong rồi có anh em thắp từ về. Sửa đường chưa? Dạ, đang sửa đến đây rồi anh. Ai, em ai sửa? Em sửa. Một mình á? Một mình anh ạ. Không ai hộ à? Ờ thì mình sửa đường thì mình sửa ra anh ạ. Ừ. Này đủ cho thêm tí nữa. Ờ được, bằng này. Thôi cái kia giả nhiều bỏ đi. Bằng này nấu. Rồi anh thái lòng đi cho nó. Tí nữa nấu canh. Tí nữa vớt cái ấy ra. Đấy vào. Cứ thái luôn đấy. Bát này bỏ đi chứ. Bỏ đi, đổ tí đổ. Ngan này có trứng rồi á? Vâng. Sắp đẻ rồi à? Có một con đẻ rồi. Có một con đẻ rồi á? Vâng. Vụ vừa rồi mua đấy á? Vâng. Ờ. Có một con đẻ. Con nhỏ đẻ một quả đây nhưng mà là chưa thấy đẻ, nhưng mà sẵn nào cũng thấy nó đi bên kia, chắc đi để chỗ nào bên kia. Ồ, mà đi tìm đến cháu là được ổ trứng ấy. Theo dõi nó. Đẻ được một quả rồi xong là nó cứ đi sang bên kia à? Vâng. Bên nào? Bên nhà chú. Ô, cái nó nằm đâu rồi? Sáng hôm qua nên tìm không thấy, chẳng biết để chỗ nào. Dình nó. Cháu cũng phải dậy rất sớm dình thôi. Ừ. Là nó đi sang bên đấy à? Con ngan này nó để lúc 2 giờ. Ngan để lúc 2 giờ á? Vâng. 2 giờ sáng á? 2 giờ sáng nó để rồi. 4 giờ sáng. Không, nhà mình ở dưới kia vẫn nồi có để sáng 2 giờ đã để. Đi đẻ. 2 giờ sáng đi đẻ rồi à? Vâng. À, tưởng nó đẻ vào 8-9 giờ sáng chứ nhỉ? Nó... Như gà ấy. Lúc mình dậy thì thấy nó đẻ xong rồi. Gà đẻ 8-9 giờ sáng đúng không? Vâng, gà thì vào 9 giờ. Là cục tác rồi đúng không? Vâng. Quác 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 quát là đẻ rồi đúng không? Vâng, thì xong rồi ra khỏi không rửa rửa cái thớt đi đi mang cái rửa đi rửa hết cái đấy tí nữa chặt ngang đây này có đổ lớn vào đấy đổ vứt đi đào mạnh lên nào. Mạnh nó chín ăn vớ vẩn say ấy. Vâng. Cái này chuẩn là cái này phải xào mới cả thịt bò, mới tỏi. Nhưng mà không có thịt bò. Ừ. Mua được thịt lợn thôi. Để vun vào anh. Ừ. Ông bố của Trần này bây giờ không làm được gì nữa à? Còn làm được gì không? Hả? Chỉ ở nhà thôi. Thế à? Có viện y nghề chết. Không làm được gì nữa. Lạ đơ. Là làm gì ạ? Làm gì? Trước có trời làm đi làm trường bây giờ. Làm ruộng á? Làm vẫn đi làm ruộng á? À? Ừ. Có đi được không? Không đi được à? Nè à? Kìa là nhờ giảm nó kìa nó khỏe mà. Kìa đấy. Khỏe á? Dạ. Anh là con à? Tao là con của bác. Con của bác á? Ông cụ á. Ông nào nhỉ? Cái lúc trước là quế kế. Tùa rồi à? Quê à, chứ con làm gái ông cưới anh lên ấy anh, nhà làm ông cưới anh lên ấy, nhà này. Rồi. À. Con gái ấy. À. Con gái kìa. Rồi. Không, nhưng mà ông bố cơ mà. Ông bố đó. Ừ, ông bố của anh ấy. Bố đó là mất rồi. À, đây. Mất năm ngoái à. Mất năm ngoái à? Vâng. Ông bố là anh trai của ông này. Vâng, anh trai. À. Thế là bây giờ ông này đang là người già nhất làng à? Không già mà. Thế là trẻ hơn bố. Bố nó 70 tuổi. Bố của anh thì tùa rồi gì nữa. À. Đang nói hiện giờ cơ mà. Hiện giờ còn ai già hơn ông này không nhỉ? Có một bà già hơn. Bà nào? Bà nhà Lý Thìn Dư ấy. À, bà trên thằng xính cụ chân đấy gì? Vâng. Bà mà được nhà nước giúp làm nhà đấy gì? Không phải. Không phải. Bà nào nhỉ? Nhà đấy bây giờ bà đấy chỉ xính Thăng Long ấy. À, trước bà, là ở... À, rồi. Bà Nam Liệt. Bà của thằng Xín chồng Thanh Long bị liệt đấy gì mà. Phải không nhỉ? Vâng. Xong đến ông này không lâu chắc là bà kia già xong là đến ông này chả biết sinh năm bao nhiêu xong là mẹ của bác quẩy vâng.
Mẹ. Mẹ bác Quẩy chả già. Bác Quẩy vẫn già hơn ông này ấy. Ờ, già hơn chứ, ông này làm sao mà già bằng. Ông này là đàn ông là già nhất. Đúng rồi. Ừ, chắc là già nhất đấy. Ông bố ông Trần này, đúng không? Đàn ông là già nhất đấy. Ông này chả biết sinh năm 19. Hay là bố anh Vàng là già nhất? Bố mình 1955. Một sinh năm 1955 à? Ông này 1950. Bố anh Vàng là nằm liệt được bao năm rồi? 10 năm à? 10 năm à? 1955. Thế ông này là 70 chứ nhỉ? Chắc chắc ngoài ra. Gần 70 tuổi rồi. Bố Báo là anh hay là bố Trần là anh? Bố Trần là anh rồi. À, báo là em rồi. Bố Báo là em à? Thế ông này là anh. Ông này thế thì bố ông Báo đã bảo được 70 rồi mà. Chưa được. Ông được 70 chưa? Được. 70 rồi à? 70 mùa ngô rồi. Được. Vẫn đi làm được. Làm được. Làm được. Làm thì vẫn làm được nhưng mà già thì bây giờ không có việc làm gì ở nhà. Ông được làm được việc gì? Bây giờ ông làm được việc gì? Không được. Cái gió, nhà thôn mà. Bổ củi có làm được không? Làm được. Chống đẩy. Có đẩy chống đẩy không được à? Dạ được. Được á? Được. Ây à, chống đẩy khỏe không? Khỏe. Mà bếp cái là 3-4 bát rồi một kêu nhá. 3-4 bát cơm cơ á? Nửa lít dầu nữa. Nửa lít dầu nữa? Có lấy được vợ nữa không? Không lấy rồi, bỏ đi rồi. Bỏ đi rồi. Xấu hổ. Xấu hổ. Xấu hổ. Thế à? Không có ra ăn rồi. Thế là không lấy vợ nữa à? Không lấy rồi. Người già không làm nữa à? Bỏ. Bây giờ lấy về cũng không làm gì được. Không làm gì. Về mấy người cho việc làm bỏ đi đúng. Đi. Trước là ông ấy có lấy về không? Có. Lấy về nhà, lấy mấy đứa về rồi lấy về sau mà. Xong nó không bỏ, rồi. Xong bỏ đi rồi à? Chẳng bỏ, không bỏ đâu. Không bỏ hết rồi. Bỏ đi rồi à? Ra trò, ra lượt, không lấy đâu. Con bò về. Dắt một con bò. À, chắc là ông không làm được gì nữa rồi. Không làm được gì, rạc quá rồi. Rạc quá rồi, xong nó bỏ đi à? Dầu thì có dầu, dầu có dầu rồi. Đứt chai vào, thấu đứt chai vào nằm. Cho hồn nha. Xấu hổ. Không, xấu hổ. Sung làm gì đấy? Hả? Sao cởi trần đấy? Không thấy nắng à? Nóng quá. Tháp của gì à? Đi chở cho ông gì à? Thế năm nay sùng được bao nhiêu bao? Chưa thu à? Bao giờ thu? Mấy ngày nữa, một tuổi nữa. À. Một tuổi nữa. Nó bảo không biết đâu. Một tuổi nữa. Chỉ bầu rồi. Thu đốc rồi. Ba mươi tải đấy. 30 tải á? À? Nhà sùng không biết đếm tiền á? Chào cháu rồi, trên nhiều người bàn nhau mà. Gì mà được 30 tải? Quá thôi. Năm nay của sùng không tốt mấy. Thế à? Cục con nhớ. Nó là cái sùng nó cũng có nước. Cục con nhớ. Rùa có nhiều, cục con nhớ. Ruộng có nhiều nhưng mà không có nước. Cục con nhớ. Mấy nào nào cho cơm mèo nhỏ quá, cục con nhớ lại. Rùa có nhiều mà. Vâng. Rùa có nhiều. Bắt đầu vào xem con ngan xem được chưa? Được rồi. Cái món đấy này kéo vớt xuống đi được rồi. Bạc cái này này. Cái này á? Ừ, chín rồi. Trời trời. Đây, bạn nào chưa biết cũng nấu canh đắng rồi. Quy trình nấu canh đắng đây nhá. Mổ ngan ra. Bắt đầu làm lòng sạch sẽ. Xào lòng nhá. Đấy. Đây là lá đu đủ. Lá đu đủ đây. Đấy. Chờ cái này một tí nữa xong là đổ vào.
cứ đào đi, đào đào lên đi, xong anh đổ lấy mình vào. Cái đợi cái này chín hàng lắm chứ. Không cần, cái này đào nữa vào là chín. Mày thả tiết vào. Rồi, đấy. Xong đấy, đào cái đấy xong là múc cái kia, múc cả tiết sang. Thế là ok, thành canh đắng. Đúng không? Ăn mèn mèn à? Vẫn làm được, vẫn làm nồi cân gạo. Hả? Vẫn làm cân gạo nữa. Hai loại. Thế sáng nay có đi trích nhựa thông không? Không. Ăn nêm trên lắm. Thế à? Được rồi đấy, em múc nước sang được rồi. Múc cái tiết sang. Nước luộc ngàn đấy. Rồi, chặt đi anh vàng ơi. Chặt đi xong để bày cơm cái bản nó giải chiếu được rồi đấy. Giải giải chiếu đi. Vạn ơi. Hai cánh mà. Không vớt hết à? Một cánh luôn đấy, được cam. À. Vân ơi, dạ? Xem bảo nó giải chiếu, xong lấy bát ra. Mua. Ăn cơm. Cầm được không? Cho cái chiếu nữa không? Cần thêm chiếu đấy. Ừ. Không. Thế vào tí chấm. Thế đĩa múc cái ấy ra. Măng ra. Đó phải ít ấy rồi, đổ thêm nước vào đi. Ôi giời, mày cầm luôn cái này, mày đổ vào. Cầm cái đấy. Bê lên đổ vào, đổ hết cái chỗ đấy vào. Ít quá đông người ăn. Rồi. Đấy, cho nó uống canh cho thoải mái. Được rồi, bác xuống luôn đi. Nước đấy nó là nước sôi rồi mà em. Nước luộc ngan này. Đó, thế là cảnh đắng. Ăn uống thế bao giờ mới tua. Rồi để cẩn thận cho, để vào cái bát con kìa. Còng cho em bé phải không? Để cẩn thận nó chó nó ấy, chó treo, mèo đậy. Chó thì phải để lên cao, mèo thì phải đậy vào. Măng. Ăn bên kia vậy? Ăn kia dọn rồi nè, bê sang đi. Được 2 ô không? Được. 2 ô không? Đây là món măng xào thịt với tỏi. Cơm trưa, ăn ra. Xoay quạt về đây đi anh, để chuẩn bị ăn cơm.
đau quá. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đau. Bao nhiêu người? Này, sữa cơm mà, con gái. Còn ai nữa không? Mỗi bằng ngày thôi gì? Đây, ngồi xuống đi. Bảo ông với cả anh kia ngồi xuống đi. Cơm đi. Bảo bố Trần xuống đi. Bố thằng Trần thì anh em với cả nhà xính này như nào? Thì bố Trần là con bác con chú rồi. Con đâu? Con này là thằng cháu ạ. Xính phải gọi thằng Trần bằng chú à? Bằng chú. Vai chú cả. Thế bố bố của thằng Xính mắt ong với cả ông này là anh em à? Ừ, anh em ruột à? À. Thế là ông là bố của thằng ông của thằng Xính Thanh Long. À ông của thằng Xính này là anh trai của ông bố thằng Trần. Đúng không? Thế là bố thằng Xính thì chỉ ngang vai với bọn thằng Trần thôi. Đúng không? Anh ngang vai với bọn thằng Trần thôi. Đúng không? Ngang vai. Bỏ cái ấy này ra, bỏ cái này. Còn chứ? Còn cái thằng mà cả ngày chỉ cười thôi. Đấy, đấy, đấy. Bỏ cà muối với ấy ra đây. Ngồi sát vào. Bên kia xa có gấp được không? Giãn ra tí. Đấy, cà muối vào đây. Cái là quả sung muối. Đủ bát chưa? Ông đủ bát chưa? Dung nào? Để đâu? Anh sẽ đưa tiền của cô Tuyết Nguyễn nhé. Mấy cả cô Ria Võ và cô Martin Nguyễn 2 triệu cho nhà em Xính này nhá, là em của em dâu của nhà em nhá. Đấy, anh sẽ chuyển lại là 2 triệu. Đó, tên nó hơi khó đọc của cô Tuyết Nguyễn. Đấy. À, và hai người nữa, hai người sau thì Thắng hơi khó đọc tên nhưng Thắng bắn lên màn hình rồi. Đây là 2 triệu. Đấy. Đó. Cầm lại cho em ấy. Hôm nay là đang đi chăn trâu phải không? À. Em cảm ơn cô Tuyên Nguyễn và hai cô ủng hộ cho vợ của em trai. À, đấy nhá, 2 triệu. Còn đây là 1 triệu là anh ứng tiền cho em Vân nhá. Là chiều nay đi mua đồ đạc rồi là ấy để chở vật liệu nhá, mua xăng cụ nhá. Thế là được rồi gì? À. Thôi bây giờ ăn cơm trưa. Mấy cả gia đình em Xính mấy cả mọi người. À, rồi mời ông đi. À. Đấy là buổi trưa Thắng ăn cơm xong là mấy cả gia đình nhà em Xính. Có bát chưa? No. No no. À. À. Cơm đấy. Mời mọi người, mời các bác. Quên mất rồi, sới cơm ăn bát canh đắng. Măng. Chiều có nhờ nhiều người không? À, dạ. Cũng không nhờ, Ai biết thì ai đến thôi làm. Có nghĩa là ai biết thì đến thôi phải không? Vâng. Còn lúc sáng này là không đi nhờ.
không đi nhờ. Ừ. Mà biết là, về. Biết là ông Khắc về hộ. Ừ. Có thôn khác thì không phải đi vào trong nhà mời nhờ, nhưng mà thôn mình không nhờ. Thấy làm gì hộ. Nếu mà cứ thấy làm thì hộ như đâu người ta không có tiền ăn thì làm sao? Có gì ăn đấy mà. Đây à? Vâng. Có gì ăn đấy đâu ấy. Anh chỉ sợ chiều nó ít vật liệu quá, đông người về hộ à, tốn kém ra. Mình đã về đến đây mình không phải bảo là hộ ít quá, mình quay về mình đã nói thế. Ừ. Họ đã đến hộ mình thì mình bảo ừ, mình không lấy họ hộ mình cứ chứ, mình nên nói thế chứ. Cá chua quá, cá hôm qua còn ngon, hôm nay nó chua lắm rồi, mấy anh em ăn thử xem. Ngon. Hả? Ngon. Sung này bọn anh không biết đường muối à? Không biết muối à? Kém quá nhỉ. Yeah. Sung này muối là họ làm kiểu gì nhỉ? Cho muối vào họ muối. Đấy ăn thử nhau. Thịt. Ừ, bắt canh trắng. Cho em bé ăn đấy. Em bé ăn thịt, biết ăn thịt chưa? Hả? Biết rồi. Ừ. Em gì đã biết ăn thịt, bé tí này. Vừa mới biết ngồi. Biết ăn đâu. Ừ. Đấy nhá, là đưa tiền xong nhá, 2 triệu nhá. Vân cầm 1 triệu rồi nhá. Ứng tiền chiều nay chở vật liệu nhá. Ừ, anh bảo em phang phang để nhập vào. Tháng nữa giao xong cái tiền cho em dâu nhà em xính bắt ong. Hôm nay em mới đi vắng. Còn đi Trăn Châu, chiều tối về em xính em sẽ chuyển lại giúp cho gia đình. Đó. Còn cái việc mà nhà em Vân thì đang bắt đầu chở vật liệu. Nhà anh Vàng là chờ đến khi nào anh Vàng vợ anh sinh xong thì mới làm. Thì các bác nắm được chương trình vậy. Có, vẫn có bác là hỏi Thắng rằng là sao nhà anh Vàng vẫn chưa làm. Đấy, thì trao đổi cho bác các bác biết rằng là nhà anh Vàng là chờ hôm nào anh Vàng, vợ anh Vàng sinh xong 15 ngày thì bắt đầu tiến hành đổ vật liệu và dỡ nhà. Đấy. Bây giờ buổi trưa Thắng ăn cơm xong rồi. Kết thúc cái bữa cơm trưa ngày hôm nay. Hôm nay thì cà muối và cái sung này hơi bị ế. Tại vì quả cà hôm nay chua dã man luôn. Ăn Thắng ghế cả răng. Còn sung này thì được. Đấy. Em bé này mấy tháng rồi? 7 tháng. 7 tháng à? Bón thịt cho ăn rồi đấy á? Dạ. Wow. Cu em này là bao tuổi rồi? Tầm 9 rồi. Chưa lấy vợ à? Chưa. Thế thằng kia? Thằng kia 20 à? Đến đâu, thằng kia vẫn. Thằng kia là em thằng này à? Vâng. À, thằng kia 15 tuổi á? Không, thằng kia nó năm nay 18 rồi. 18 tuổi à? Được. Thằng mà lấy em, lấy vợ đấy á? Được. Thằng em lại lấy trước à? Thằng này, thằng anh lại lấy sau? Dạ. Hẳn nào mày suốt ngày cười thôi. Thằng kia thì còn cũng cười nhưng mà từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn thì nói được một câu. Còn cười sắp bị ế rồi. Sắp bị ế. Đây, cái rồi.
kết thúc video đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Tối nay, chiều nay Thắng sẽ lên khâu ngài. Chắc các bác cũng nhớ rồi, khâu ngài. Chỗ nhà em sinh đang xây dựng nhà. Hôm nay nói là cũng trồng tường lên rồi.